Cô chú chị có thể nhìn thấy nè, hạ tầng đường xá giao thông rất là rộng, rất thoải mái ha. Một bên này làn đường, bốn làn đường ha, đường hai chiều nha. Bên kia cũng làn đường rộng tương tự. Thì em Điền cũng xin mến chào tất cả cô chú chị đang xem kênh YouTube của em Điền nha. Thì hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Long Tân, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai anh chị. Cái Nhân Trạch thì dường như là giáp với lại thành phố Hồ Chí Minh rồi ha. Chính xác hơn là em Điền đang có mặt ở tại dự án S1 Park của dự án rất là lớn anh chị đó. Thì hôm nay em Điền có một cái căn hộ ha, căn hộ liền kề, có một trệt một lầu hơn 100 m², diện tích xây dựng thì 143 m² anh chị đó. Thì cái hướng bên này thì của cái được gọi là khu biệt thự ha. Bên này khu biệt thự, còn cái khu mà em Điền muốn giới thiệu là mình sẽ đi vào đây. Đó, hiện tại cái hạ tầng của dự án S1 Park này thì đã hình thành xong xuôi rồi anh chị. Đó, bàn giao rồi ha, hết tất cả rồi anh chị. Đó, dự án này đã xong xuôi tất cả hạ tầng giao thông, đèn đường này kia có hết. Và có an ninh rồi này kia luôn ha. Rất là đầy đủ luôn. Hiện tại em Điền đang đứng ở giữa trung tâm của cái dự án này. Thì chỗ này thì có những cái tiện ích bao gồm là khu chơi thể thao nè, khu chợ thuyền nè, và mua sắm rồi siêu thị này kia là thì đầu này. Còn trong đây, ở đây thì có cà phê ha, cà phê. Đó, thì cái hướng trước mặt cô chú chị mình đây là mình đi ra HL13 hay là cái đường Tôn Đức Thắng anh chị. Thì chỗ đó mình chạy ra, đó là mình chạy ra hướng khu công nghiệp Nhân Trạch nè, Nhân Trạch 1, Nhân Trạch 2 nè, Nhân Trạch 3 ha, là hướng ngoài này. Và cũng như là mình đi ra trung tâm huyện Nhân Trạch anh chị đó. Còn cái hướng ngược lại bên này ha, hướng ngược lại bên này mình sẽ đi ra được DT 769 ha. Ở đó thì mình ra trung tâm của xã Long Tân của mình. Đó, đi ra khoảng là 2 đến 3 cây số thôi. Đường đó mình có thể mình đi được phà cắt lái nè, mình đi được cao tốc Long Thành Đồng Nai ha. Đó là mình đi hướng này. Đó, nói chung là từ cái vị trí bất động sản và cái vị trí bất động sản của mình thì đi ra đó khoảng là 15 cây số thôi. 15 cây số là mình đi qua được thành phố Hồ Chí Minh ha, mình đi phà cắt lái anh chị. Đó. Còn đường này mình sẽ đi khu công nghiệp rồi đi được quốc lộ 51 ha. Đó là đi đường này. Rồi bây giờ em Điền sẽ tiến hành đi trên đường đi vào cái bất động sản của mình. Đó. Bây giờ em sẽ cùng cô chú chị mình đi xem cái bất động sản đó nha. Rồi bây giờ em sẽ dẫn cô chú chị đi vào cái bất động sản của mình. Ở đây là trung tâm của S1 Park anh chị. Bên này khu biệt thự ha. Còn cái khu bên này thì khu bình dân thôi. Qua phía bên này ha. Mình tới trung tâm mình rẽ bên tay trái nè. Và cái khu này thì dường như là dân cư đang ở rồi anh chị. Mình có thể thấy nè. Bên này chắc là trung tâm thương mại. Rồi. Cái bất động sản mình sẽ nằm bên tay trái nha. Có hai khu ha, bên này tay phải và bên tay trái. Bên này Garden 2. Mình sẽ vào bên trái và qua cái cổng bảo vệ. Ở đây thì an ninh rất là ok anh chị. Cho em vô thăm nhà xíu nha. Sao anh? Dạ. Rồi bây giờ mình mới đi qua cái cổng an ninh ha. Nói chung là tra xét rất là nghiêm ngặt. Phải có giấy tờ đầy đủ mới được cho vô nha anh chị. Rồi mình rẽ bên phải ha. Đó, anh chị có thể thấy hạ tầng giao thông ở đây rất là rộng. Có hai làn đường. Có vạch kẻ đường cho người đi bộ luôn. Ở đây thì dân cư ở đầy đủ, nói chung là cũng đầy đủ thì cũng không đầy đủ lắm, cũng có người ở rồi. Và hạ tầng thì nhà cửa đã xây dựng xong xuôi và đã bàn giao cho tất cả các khách hàng. Ở
Ở đây thì dường như là không có cái căn nào mà được gọi là bán cái giá mới mở bán anh chị, bây giờ đều có chủ hết rồi. Ở đây là đã có chủ hết rồi ha. Rồi bây giờ cái vị trí bún xả mình đã tới rồi chị. Nói chung là từ cái cổng an ninh đi vào thì cũng có chút xíu thôi, mình đi vào khoảng 100m là tới bún xả mình rồi. À, đây. Đây cô chú chị mình có thể thấy ha. À, nói chung là cái làn đường chính này thì nó sẽ rộng hơn cái làn đường bên phía trong bất động sản của mình xíu ha. À, thì vẫn là có đầy đủ là hai làn đường. Đây. À, đây là nguyên cái dãy khu nhà liền kề. Thì cái phong cách xây dựng ở đây thì một trệt và hai lầu ha. À. À, hiện tại thì kế cái bất động sản mình đã có người ở đây rồi ha. Đây, đây là cái dân người ở, người ta sẽ ở đây rồi. Ở đây thì xài điện âm hết anh chị. Đúng với bất động sản mình nằm đây đúng không? Đó, đây là cái bất động sản của mình ha. Từ đường chính đi vô thì mình là căn thứ ba. Nói chung là trên cái bất động sản mình sẽ có cái thông số nhà này kia đàng hoàng, nhưng mà em đi cũng không nhớ rõ lắm. Đây. Tổng diện tích xây dựng của mình thì là 143m2. Đất mình là đất ở lâu dài ha. Đó. Nói chung là cái vị trí này thì rất thích hợp cho cô chú chị mình đầu tư hoặc là mua về mình ở. Mình về đây mình không muốn xô bồ nữa, mình về đây ha. Đó. Cách thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng là 15 cây thôi, 15 cây. Ở mình di chuyển rất là gần, mình di chuyển tầm 30 phút là mình tới bất động sản mình rồi. Ví dụ cuối tuần này kia mình muốn là cho gia đình mình nghỉ ngơi hoặc là không muốn xô bồ thì mình về đây ha. Đó. Ở đây thì được gọi là nền kinh tế chính của miền Nam mình rồi. Đó, khu công nghiệp và này kia đó, thành phố Hồ Chí Minh thì rất là gần rồi. Đó. Từ đây mà đi xuống Bà Rịa Vũng Tàu thì mất khoảng tiếng rưỡi đồng hồ thôi. Đó, mình có thể về đây hoặc là mình đi xuống dưới biển Bà Rịa Vũng Tàu tắm biển luôn ha. Đó. Hành lang và phía, nói chung là trước mặt của mình đây thì có cái lối vào đây thì mình có thể đậu một chiếc ô tô nằm ở đây, và bên hông này có thể mình đẩy xe máy bên vào bên hông này ha. Đó. Một trệt và hai lầu. Thì hiện tại gia chủ mình thì thực sự là cuối năm thì cũng đang kẹt anh chị, nên là cũng đang muốn rao bán cái bất động sản này. Trước thì gia chủ mình mua bất động sản này thì khoảng là hơn 5 tỷ rồi. Nhưng mà giờ bây giờ đang hiện tại đang kẹt anh chị ha. Đó, thì muốn xả lỗ cái này thì gia chủ mình đang kêu là 4 tỷ cho bất động sản này anh chị. Đó. Nói chung là gia chủ mình đã thanh toán đầy đủ các thủ tục về cái hợp đồng mua bán của giữa Adwan Park này rồi ha. Ở đây thực sự là nó yên tĩnh anh chị. Yên tĩnh, an ninh. Đây. Dân cư thì có ở hết rồi, nhưng mà chưa ở phung lắm thôi. Đó, cô chú chị thấy đấy nè, biển số Sài Gòn đa số ở đây thì cô chú chị ở Sài Gòn mua ở gần đây không à? Khí hậu ở Nhân Trạch thì chỗ này thì cách khu công nghiệp này kia cũng tương đối là xa, khoảng 5 cây được, chứ cũng không có gần lắm. Nên là về cái vấn đề mà khí hậu, môi trường của khí thải của tất cả mấy cái khu công nghiệp đó thì cũng không có tới đây được anh chị. Ở đây thì cái vị trí của mình thì sẽ được gần sông Đồng Nai hơn ha. Nên là về khí hậu này kia nó sẽ mát mẻ anh chị. Đó. Hai bên đường thì có làn cây xanh. Chìa khóa cũng không có đem theo nên em Điền không có thể nào mà đi vào phía trong để mà review cho cô chú chị mình được. Thì mình có thể nhìn phía ngoài thôi, hoặc là xíu nữa em Điền sẽ bay lay cam xung quanh bất động sản mình. Đó. Thì bất động sản mình thì hiện tại là đang xong cái phần thô thôi anh chị, xong phần thô thôi, chứ ở trong thì cũng chưa nội thất gì ha. Đó.
mình nói chung bức tường này mình mua thì mình có thể về mình làm sang, mình thêm nội thất này kia vô là ở là ok anh chị. Ranh thì từ đây qua bên này là 6 mét anh chị. Ranh mình thì từ cái tường này nè, anh chị có thể thấy nè, đó. Nói chung là xây nhà liền kề nó nhìn nó cũng ná ná nhau. Nói chung là xây y chang nhau từ bên này qua ha. Đó là cái khuôn viên diện tích của bất động sản mình nè. Đó. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm bất động sản này thì liên hệ em Điền nha. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế và gặp chủ đất của mình để mà thương lượng thêm ha. Đó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.